Một ngày 24 tiếng thì con sò nó thay đổi thái độ liên tục mọi người ơi. Đây là thái độ lỗi của nó nha. Khi mà mình không cho nó ăn xúc thưởng. Trời ơi, đam mê xúc thưởng quanh phi. Ăn một lần xin hai bịch, hai đẳng mời cho. U là trời đó, xong dỗi. Cũng vẫn là thằng sòi, nhưng mà sau khi dỗi thì vui vẻ yêu đời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chơi một cách tăng động, một cách phá hoại. Mà nó mà chơi rồi là không ai đủ sức mà chơi lại với nó nữa. Đây là thái độ mẹ thiên hạ nha. Chơi xong mệt, đói, nằm chờ con sen hầu hạ, bê pate, bê nước tận mồm mới chịu á. Còn đây là thái độ chảnh chó của thằng sòi nha. Người ta xin đế xin đựng có xíu mà chảnh chó không cho đó. Nhìn người ta với thái độ nửa con mắt vậy đó mọi người. Nhìn mặt nó khúc này chỉ muốn đấm cho bài đấm thôi á. Nhìn nó như thế này thì mình không cần giới thiệu đâu đúng không? Nó đang ngủ đó mọi người. Ăn chơi này kia xong thì nằm phè chuyên ra mà ngủ. Nói chung là nuôi nó cũng nhàn, không có gì phải cực khổ hết. Chỉ cần cho nó ăn, cho nó chơi, rồi hút cớt cho nó, lau cream cho nó mỗi lần đi đái. Chỉ cần hầu hạ nó được như đó thôi là mọi người muốn làm gì nó làm. Đặc biệt là khi ngủ nha, muốn rờ sao rờ, muốn đụng sao đụng, nó mặc kệ.